KK TV hôm nay các anh đã đi hết rồi, còn mỗi mình tôi hôm nay là không chôn trước thì được ai. Tôi hôm nay làm một kênh, một video sáng tạo đi. Tôi làm một tên lửa nước, nó thực ra nó phóng bằng nước thì tôi cứ gọi là tên nước cũng được, hoặc tên gì đấy tôi chả biết. Và đây là các đây là các nguyên liệu mà cần làm. Này ống nước nha, ống nước đây còn có ống nước đây, các chữ T này, đầu bịt này, các dụng cụ khác anh em có thể thấy đây. Và bây giờ tôi xin phép được bắt đầu làm. Ok anh em, thì là tôi đã dán xong cái hoàn thành chiếc tên lửa này của chúng ta rồi. Và bây giờ mình sẽ dùng lọ sơn. Đây mình chuẩn bị màu sơn đen và muốn màu sơn xanh này để mình phun sơn lên con cái chiếc tên lửa này thêm màu sắc nhá. Quay trở lại đây, và đây mình đã gọi được một anh, ông anh này. Trong đội thì có năm người mà bây giờ gọi được đúng một người tên là gọi là Tuấn Tuti nhỉ, đúng không? Tuấn Tuti hôm nay sẽ là support mình để hello anh em vứt cái chai này lên trời. Chào anh em rồi. Tên là nước ấy nhá. Rồi bây giờ mình thực hiện để cho nó phóng lên. Tình hình là hôm nay là tôi sẽ làm thằng sân chân trái vặt cho thằng của em anh em ạ. Tôi sẽ bơm. Ok bây giờ anh em, bây giờ mình sẽ đổ nước vào con cái chai này, cái tên lửa này đọc cho nó sang. Không đi ra. Đổ nhiều không em? Cái này chỉ đổ khoảng tí thôi anh ạ. Nhiều quá nó ngập mặt ống này, nó không bật được lên. Đổ, tới đáp lại cho anh em nhé.
Thôi mình vẫn đổ. Tôi không biết nguyên lý gì đâu, nhưng mà tôi cứ học leo thôi. Thế anh em nó nói anh giữ đi, không nó đổ mất. Ok em ơi. Tiếp này. Hôm nay là hai anh em mình sẽ bắn hết cái chai này luôn. Bắn hết nước luôn. Bắn hết cả. Gọi một xe nước sạch rồi. Rồi, nghe được rồi. Nước à? Nước này uống được không? Đang khát nước. Thử đi anh. Uống được không em ơi? Thử đi anh. Và bây giờ tôi lắp cái đít tên lửa này vào trong cái ống này. Đó. Cho nó chặt tí nữa. Ok, chặt vào đó mà. Rồi, rất chặt rồi. Rồi, với anh cắm mới vào. Cắm thử đi. Rồi. Ok anh em nhé. Lúc nào đây? Đấy, cái này ngay đây ạ. Thì bạn có nhất anh. Đây ạ. Ok anh em, tầm này bắt đầu là tôi làm cái lý thức của tôi này. Sáng giờ chưa ăn gì đâu mà nó bắt lao động này. À. Đó. À. Được chưa? Được chưa? Rồi nhá, anh em nhá. Bây giờ tôi chuẩn bị này. Được chưa? Anh đi ra anh ơi. Ok. Bắn phát nữa để xem được độ cao của nó nhá. Ok anh em nhá. Bây giờ là anh em tôi là rơi quả thứ hai. Thank you.
kia. Uầy, cao ấy. Ok anh em nhá. Lát. Đây, đá phòng của anh em tôi đây. Đấy, đây. Khói. Có khói à? Ui. Đấy. Chắc là do mình bơm hơi lòng quái sao vậy? Đấy. Rồi. Có ra ta sao okay. Khói. Khoan nữa nhỉ? Khoan nữa nhỉ? Khoan nữa đi. Khoan này. Cho nó căng lên một nữa. Tiếp tục qua đây là vận may cho đến đây. Anh em mình hôm nay sẽ hết cái chai này như vậy. Đấy, đơn giản chứ, cái tưởng gì. Ờ, nếu vậy là không giữ ạ? Không giữ? Dạ, ok. Rớt ở đây này anh em ạ, rớt ở đây. Vỡ cả chai. Ok anh em nhé. Ok anh em nhé, mà bây giờ mình test lần thứ hai. Test cái kiểu thứ hai là mình sẽ cho nó bắn xa xem xa được bao nhiêu mét nhá. Đây, mình để góc chéo đây. Các bạn có thể thấy cái góc chéo đây. Đây mình sẽ dương nó ra đằng kia. Xem xa được bao nhiêu mét. Đó, rồi. Rồi bây giờ mình bơm. Chỉnh cái này đi. Bây giờ mình bơm cái phía kia này. Cố lên em ơi. Nó đi rồi. Anh em có thể thấy. Đấy các bạn có thể thấy đấy, cái chỗ bệ bắn kìa, tít đằng kia kìa. Anh em đây đây nhá. Rồi thằng của em đang đứng ở đây này. Mà cái lực của anh em tôi bắn là tít về. Đó, anh này rất kì kìa. Đấy, anh em thấy không? Rất xa. Cái lực của nó bắn cực xa luôn. Nó rơi tầm khoảng 50 mét anh em ạ. Trên 50 mét đấy. 50 mét đấy anh em. Em. Trên 50 mét đấy. Ok anh em đi, phát này là phát cuối cùng này. Tôi muốn quay từ xa để cho anh em nhìn là rõ cái cảnh mà cái nước nó cái tên lửa nước nó bắn. Đừng quên là nó bắn đi vào mặt anh em ạ. Chuẩn bị lên này để bắn này. Tận đây anh em ạ. Đây này, anh em để tôi quay nhá. Đấy, nhìn view dư tôi quay này. Đấy, bắn từ đây. Đây, cháu anh em của tôi bắn ở đây. Đấy, anh em thì đã cầm về đâu xa đi. Quá xa đúng không anh em ạ? Cái trò này là nhờ vào định luật 3 của Newton ấy. Phản lực là cái định luật gì em? Là định luật phản lực. À, tức là anh em mình là bơm lên dùng cái bơm này bơm vào đây trong này là nó có khí nó đẩy lên đúng không? Đúng rồi, nó có khí đẩy lên. Thì lúc mà cho nước vào thì lúc nó đẩy cả nước thì nó tạo một cái đà bật nữa nên thành ra nó bay rất cao.
Vậy ok anh em nhá. Sao anh em tôi là đã thực hiện là được một buổi gì test thử nghiệm tên lửa nước. Đây anh em đã thấy thế này, đã hết hai chai này, hai chai nước này, mới thêm một chai con này nữa. Thực ra là cái trò tên lửa nước này này là mình đã chơi cách đây hơn 6 năm trước rồi, nhưng bây giờ thì thấy nó hay hay thì mình có cơ hội thì mình làm lại một cái khác. Không ngờ cái này nó còn mạnh hơn cái lần trước. Đấy anh em thấy hay không? Thì anh em nếu thấy mình hay ấy, thì like và share, comment ở dưới để mình ra các video sáng tạo khác tiếp theo nhá. Ok anh em nhá, nếu mà anh em xem video này nếu mà thấy hay thì nhớ like, share, subscribe, ủng hộ kênh. Thì anh em đừng quên là để lại comment ở phía dưới những ý tưởng hay để cho anh em tôi ra nhiều video mới hay hơn anh em nhá. Bye bye, cảm ơn anh nhá. Bye bye anh em. Ô, bay được này. Ôi.